Chào các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biến truyện của tác giả Trần Đào Quyền 5, chương 346 mang tên 3 ngày Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Những câu chuyện hay, những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé Còn nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn cho bộ truyện Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần biêu tả của video Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ truyện này Hiện tại mới là quyền 5 thôi Còn quyền 6, quyền 7, quyền 8 nữa thì phải Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Quỷ bật quỷ không để ý mấy lời nói nhảm của Bách Vô Cầu Ông già cười kha kha Rồi vô tay tán thưởng hai tu sĩ <laughs> Rất tuyệt vời Có là từ phúc và tịch ưng chân chẳng qua Cũng chỉ đến vậy mà thôi Nhưng hai người bọn họ Đều là lớp người già Hai vị đại tu sĩ tuổi con trẻ Mà đã có thuật pháp như vậy Qua vài năm nữa Sẽ không còn là trại tử phúc Và tiểu ứng chân nữa Mà là trại đồng khôn Và tiểu thiên chân Quy bất quy là đại tu sĩ nổi tiếng đã lâu được một người như vậy khen ngợi Cả hai tù sĩ si đều vui sướng khôn cùng Trại từ phúc vội hành lễ với ông già nói Đại tu sĩ si, ngài quá khen rồi Hai anh em bọn ta Còn lâu mới bì được Với những đại nhân vật như từ phúc Và tịch ứng chân Có thể sở hữu bản lĩnh bằng một phần mười bọn họ Hai bọn ta có nằm mơ Cũng phải mỉm cười Tiểu huynh đệ ngươi khiêm tốn quá Theo ông già ta thấy qua thêm 8 năm 10 năm nữa, là hai người các ngươi có thể vượt qua Từ Phúc và Tịch Ứng chân. Quỷ bất quy cười một tiếng nói tiếp. Ông giả ta thấy thuật pháp của các ngươi tinh thâm kỳ ảo, không biết là đã bái làm môn hạ của vị cao nhân nào. Ai mà lại có phúc thu nhận được hai người các ngươi làm đồ đệ thế. Thuật pháp của hai người Đồng Khôn và Hàn Thiên Chân có cùng nguồn gốc Vừa nhìn đã biết trung mạch truyền thừa Tiểu ưng chân nghe hỏi Bạn đi tới đáp Hai anh em bọn ta Đều là môn hạ của thuật sĩ quân luân Tưởng bác Nguyên Đã học nghệ dưới tòa sư phụ Được 15 năm rồi Vừa xuống núi đã lọt vào mắt xanh Của triệu vương điện hạ Được trọng dụng tuyển làm hộ vệ Ngoại hiệu trại từ phúc Tiểu ứng chân của hai bọn ta Là do đích thân sư phụ đặt cho làm nhân ra ngại ấy quanh năm sống trên núi Không mang thế sự Nếu như sư phụ của bọn ta xuống núi Xếp hạng của bậc thầy thuật pháp Trong thiên hạ E là sẽ có sự thay đổi Để nhất thuật pháp trong thiên hạ Nhất định sẽ là sư phụ nhà ta Sau đó mới là mấy nhân vật Như từ phúc tịch ứng chân Thuật pháp của Đồng Khôn và Hàn Thiên chân Chẳng là gì trong mắt ngô miễn và quy bất quy Phép không hòa đơn giản này ngay cả đồ tôn của Hòa Sơn Cũng có thể thi triển được Khả năng còn rực rỡ bắt mắt hơn nhiều Được quyền bất quỳ khen ngợi đôi câu Hai người này Đều có chút tít mắt tự phụ Và không mấy tự tin vào thuật pháp của mình Giờ nghe được vị đại tu sĩ Danh tiếng gần xa này khen dăm câu Trong lòng hai người Đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng Bây giờ có phải có thể nói chuyện với triệu vương Đòi tăng thêm thủ lao rồi không nhỉ lông này triệu nguyên hạo nói với ngô miễn con rể chuyện hôm nay người đừng trách ta bổn vương cũng là vì đau lòng con gái ngày đại hôn của hai đứa diễn ra không thuận lợi còn làm kinh động đến hoàng đế và ba quan văn võ trong triều lúc sau người lại lặng lẽ đưa văn quân đi để khi gặp lại thì con bé đã bụng mang dạ chừa Người cũng là người sắp làm cha tâm trạng ngày hôm nay của bổn vương qua mười mấy năm nữa Người cũng sẽ phải trải qua thôi Ngồi bên nhìn cha vợ mỉm cười một chút Sau đó lần đầu tiên tự mình rót đầy một ly rượu cho Triệu Nguyên Hảo Sau khi kính rượu cha vợ Hai người nâng chén uống cạn Thì ngồi bên giống như biến thành một người khác Bạch vô cầu kinh ngạc Nói với quý bất quy và nhóc nhậm tam Hai người đã tưởng thấy ông trẻ như vậy bao giờ chưa Ông già Ông đây thật sự không ngờ chú của cha còn rót rượu cho người khác đây Nói ra thì ông đây Còn không nhớ ông trẻ Đã từng rót rượu cho mình chưa Kiểu này chắc sang mai Mặt trời mọc ở đằng Tây mất Đừng nói người Đến cả ông già ta Cũng chưa từng thấy quy bất quỳ cười tùm tìm nói một câu Đi sang thì thấy triệu văn quân Đích thân tới rót rượu cho cha Và phu quân mình Nhưng lại bị ngô miễn cướp lấy bình rượu Ý nói với thê tử chỉ mấy ngày nữa là nàng sinh nở rồi đừng di chuyển nhiều cần gì thì cứ nói để ta làm là được nhìn dáng vẻ ngô miễn và triệu văn quân nhìn nhau tình trạng ý thiếp quyên bất quy cười khà khà nói với triệu nguyên hảo ngài đã nuôi dạy được một cô con gái ngoan bữa tiệc vốn phải kéo dài đến tận đêm khuya nhưng ngô miễn lại lo thế từ mệt nhọc ăn uống được một canh giờ thì vội vàng kết thúc Ngô Miễn dìu Triệu Văn Quân trở về phòng riêng Triệu Nguyên Hào trở về phòng ngủ cũ của mình nghỉ ngơi Quy Bất Quý Bất Quỳ thì tìm một phòng khách cho chạy tử phúc và tiểu ứng chân nghỉ lại Sau đó ông già cùng Bách Vô Cầu canh giữ ở trong đình nghỉ mát trước phòng Ngô Miễn và Triệu Văn Quân Mời người bọn họ đã bàn bạc sẽ canh giữ ở đây cho đến khi Triệu Văn Quân sinh nở Sau khi ngồi vào đình nghỉ mát, Bách Vô Cầu nói chuyện với Quý Bất Quỳ Ông giả dạ, Thuật pháp của hai người trại tử phúc Và tiểu ưng chân đó Thật sự ghê gớm lắm hả Sao ông đây nhìn chẳng khác gì Đám người biểu diễn siếc trên đường phố vậy Còn phải xem Là diễn trò gì nữa Cứ nói cái lần Lưu Lưu Tiên mãi nghề hôm trước đi Dù trại tử phúc và tiểu ưng chân Có tu luyện thêm trăm năm nữa Cũng không thể đạt tới trình độ như hắn mà Lữ Lưu Tiên có tu luyện thêm ngàn năm nữa Cũng không đạt được trình độ của ông già ta Và Ngô Miễn bây giờ Giờ thì người đã biết khoảng cách Giữa hai người bọn họ Và chúng ta rồi chứ Thế cha còn giữ hai người này lại Làm cái rẻ Ông già cha chê trong nhà Nhiều gạo quá hả Ăn không hết phải không Nghe câu trả lời của Quy Bất Quy Bạch vô cầu cau mày lại Hơi dừng một chút Tên thô lỗ lại hỏi còn phải trả lại định giờ cho gì nữa đúng không Mấy ngày tới Nếu Nhi sẽ sinh con Thêm một việc Chỉ bằng bớt một việc bất Quỷ bất quỳ hơi mỉm cười rồi nói tiếp Hiện giờ đồng thích trấn đã lộ diện Đoán chừng quảng nhân Cũng sắp xuất hiện rồi Hiện giờ trong nhà đột điên có thêm hai tu sĩ này Cho dù là bọn họ Thì cũng không dám manh động Lâu này ai phạm sai lầm trước Thì người đó xui xẻo Đã căng thẳng đến mức Người chết ta sống Không ai dám phạm sai lầm hết đấy nói đến đây Quỷ bất quy ngẩng đầu Nhìn vầng trăng sắp tròn đầy trên đỉnh đầu Làm bẩm tự nói Khổ sát Người nguôi giận rồi Thì nhanh chóng quay lại đi Người không quay lại Trong lòng ông giả ta không mấy tự tin Cùng trong lúc này Trong mật thất của nha môn Phủ Doãn Kim Lăng Một người ăn mặc như thương nhân đang nói chuyện với hai vị đại phương sư trước mặt. Ta đã thuật lại lời của chủ nhân nhà ta cho hai vị. Ba ngày sau, hai nhà chúng ta sẽ cùng ra tay. Nếu làm đúng kế hoạch, ắt sẽ không gây thương tổn gì cho hòa thọ trưởng công chúa. Nếu thất bại thì sao? Quảng nhân không nói gì. Hòa sơn liếc nhìn sư tôn của mình rồi nói tiếp. Đồng thích Trấn vẫn còn rất nhiều chuyện giấu ta và đại phương sư Quảng Nhân. Làm sao ta biết được hắn Không muốn lợi dụng hai thầy trò ta Để ngăn chặn quy bất quy và bách vô cầu Còn các người Ngồi làm ngư ông đắc lợi chứ Việc này thì đại phương sư Hòa Sơn Nghĩ oan cho chủ nhân nhà ta rồi Lâu này Ngài ấy đã bắt đầu hành động Thương nhân nói đến đây liền nhận ra mình đã nói quá nhiều Lập tức nói làng đi Lần này là cơ hội trời ban Đúng lúc ngô miễn đến kỳ suy yếu tôn vô bệnh không ở bên Bên cạnh còn có hòa thọ trưởng công chúa Có thể hãm chân y Cơ hội như vậy Có lẽ sẽ không có lần thứ hai đâu Hòa Sơn vẫn còn muốn Nói thêm vài câu Nhưng lại bị sư tôn của mình cướp lời Trở về Nói với chủ nhân nhà ngươi Ba ngày sau Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ hành động theo kế hoạch của hắn Việc này kết thúc Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn Sẽ không còn liên quan vân mòng chủ nhân nhà người tự trọng đừng tới tìm ta và hòa sơn nữa nghe được lời quảng nhân nói Thường nhân mới thờ phào nhẹ nhõm sau đó đứng dậy cáo từ đi theo bóng dáng hắn bước ra ngoài hòa sơn nói với quảng nhân đại phương sư giờ đệ tử sẽ đi theo người này có lẽ có thể theo hắn đến tận nơi ẩn náu của đồng thích trấn không cần phiền phức như vậy quảng nhân khẽ mỉm cười nói tiếp Đồng thích chấn Có kế hoạch của đồng thích chấn Chúng ta cũng có kế hoạch của chúng ta Chuyện ta dặn ngươi Đã làm chưa Đệ tử đã chuẩn bị tương đối rồi Ngày mai chắc hẳn Quảng Nghĩa Sẽ nhìn thấy lá thư mà đệ tử để lại cho hắn Nói đến đây Hoa Sơn dừng lại một lát Sau đó tiếp tục nói Còn Quảng Hiếu nữa Lông này hẳn là đã đọc được thư rồi Có thể đồng thời bắt được Hai người đứng đầu trong sát lệnh sẽ không có chuyện bọn họ không muốn thử quang nhân gật đầu rồi nói hai thầy trò chúng ta đã làm xong việc cần làm rồi còn lại thì phải xem ý trời thôi sáng sớm hôm sau triệu nguyên hào thức dậy thì được Quy bất quy mời đến trung đường dùng bữa sáng đến đợi thấy ngoài mình ra thì mấy người còn lại đều đã đến đủ triệu vương mới ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói bồn vương đang ngủ trên chiếc giường đó mười mấy năm không ngờ đến lúc nằm ngủ lại thì lại không dậy nổi quy bất quy cười khà khà nói điện hạ dậy cũng không muộn lắm vừa đúng lúc không để lỡ gì cả ông già vừa nói chuyện vừa đích thân múc cho triệu nguyên hảo một bát cháo thơm cười tủm tìm nói không giấu gì điện hạ bữa sáng hôm nay là do trường công chúa điện hà thu xếp Mệt cảnh từ còn bé đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho ngài Biết ngài không thích mì Đã đổi món mì vân anh thành súp vân anh Còn món bánh bao này nữa Nhân được làm bằng tôm trắng kim lăng Và thịt heo sữa 2 tháng tuổi đấy Ông già ta tích cốc rồi Mà người thấy mùi thơm cũng không nhịn nổi Mấy món ăn quỳ bất quy nhắc đến Đều là món mà triệu nguyên hảo thích ăn Nghe thấy con gái mình sắp sinh Mà còn phải dậy sớm chuẩn bị bước sáng cho mình Triệu vương suýt thì rơi nước mắt Gắp một đũa cắn một miếng Rồi nói với triệu văn quân Ngon lắm Còn vẫn nhớ rõ khẩu vị yêu thích của cha Nhóc nhầm tam ngồi ở một góc khác Nhìn bách vô cầu Không ngừng ngáp dài Cười khanh khách nói trao trai Đêm qua người đi ăn trộm hả Sao nhìn cơn như chưa tỉnh ngủ thế kia Bạch vô cầu uể hoài Lương nhìn nhóc nhậm tam nói Đừng nhắc nữa Đêm qua ông đây và ông già gác đêm Từ đầu ra thông nhất là ông đây sẽ thức đến đầu hôm Ai ngờ Vợ mới đổi ca cho ông già Chuẩn bị quay về đi ngủ Thì bị ông trẻ gọi đi Nói là buổi sáng vợ ông trẻ Muốn làm bữa sáng Bảo ông đây đi giúp Bận rộn mai đến tận bây giờ Vô định không ăn sáng quay về ngủ một giấc đã Nếu ông già không cho Nói gì mà đừng để thông ra chê cười Không được rồi Lần nữa ăn xong kiểu gì ông đây Cô phải quay về trở mắt một giấc Nhầm lao tam người nói với ông già một tiếng Trừ khi quảng nhân và đồng thích chân đánh tới Còn không thì không ai được quấy dậy Ông đây nghỉ ngơi nha Không phải nói bữa sáng hôm nay Đều do nếu Nhi chuẩn bị sao Nhầm nhầm tam kinh ngạc Nhìn bàn thức ăn đầy ắp tiếp tục nhỏ giọng nói với Bách Vô Cầu. Không thể nào, đều là do người làm đấy chứ. Cháu trai à, người nói cho nhân sâm bọn ta biết món nào là do Nhiễu Nhi tự tay làm. Nhân sâm bọn ta muốn thử tay nghề của nàng. Món nào à? Bách Vô Cầu đưa tay chỉ vào một lượt tất cả các món tiếp tục nói. Đều có thể nói là do nàng làm. Chào là ông đây vo gạo, bắc nổi, thêm củi. Nhiễu Nhi canh lửa, banh bao bên kia là do ông đây nhào bột bóc tôm băm thịt làm nhân nặn bánh nàng canh lửa bát canh vân anh là do ông đây còn nàng canh lửa triệu văn quân dù đã gả làm vợ cho ngô miễn nhưng chưa từng nỡ một bữa ăn nào chỉ có thể để bách vô cầu làm thay Nhọc nhầm tam nghe xong thì bật cười ha ha những người khác nhìn hai con yêu quái này cư xử không đúng mực quen rồi nên cũng chẳng ai thèm quan tâm. a xong bữa sáng, ngày lúc quý bất quy gọi người hầu tới dọn bàn, quả già mới được để bạt tối qua, đồ niên xuất hiện ở cửa hậu trạch với vẻ mặt hoảng hốt. Bảo người hầu đang dọn bàn, mời quý bất quy ra ngoài nói chuyện. Ông già quay đầu nhìn quả ra một cái Dân theo bách vô cầu Cùng đi ra ngoài Hai vị đại nhân Có một nhóm người tự xưng là phương sĩ chặn ngoài cổng Cầm đầu là một phương sĩ Chỉ có một tay Bọn họ luôn miệng nói muốn Gọi người tên là Ngô Miễn ra ngoài Tiểu nhân đã báo quan rồi Nếu xem tình hình này Thì quan sai có đến cũng không dám làm gì Nói đến đây Quan gia còn cố ý vô tình Liên đình Ngô Miễn Đang bầu bạn bên cạnh Triệu Văn Quân Ở bên trong Sau đó nói tiếp Bọn họ khi thế hùng hồn hung dữ Ngài xem con nên mời Ngô Miễn tiên sinh Đi cửa sau tránh đi không Cao Phương Sĩ ở cổng nói là Tìm ngô miễn tóc bạc Lúc này quản gia đã đoán được chính là nam nhân tóc bạc Cải trang thành quận mã ra Ở bên trong Quyền bất quỳ nghe thế thì cười khà khả nói Chuyện này ngươi không cần bận tâm Đi Ông già ta đi cùng ngươi ra ngoài xem thử Con trai ngốc à Canh trường bên cạnh ông trẻ ngươi Bất kể xảy ra chuyện gì Cũng không được rời khỏi y Trong khi nói Quyền bất quy đã chắp tay sau lưng đi theo quản gia ra cổng. Quả nhiên bên ngoài bấy giờ đã có hàng trăm phương sĩ tụ tập. Người cầm đầu chính là Quả Nghĩa, bị Ngô Miễn chặt đứt một cánh tay. Để thấy Quỷ Bất quý xuất hiện, Quả Nghĩa cười lạnh một tiếng nói: "Ha, <laughs> Bất Quy, người còn gì để nói nữa không? Không phải ngươi và Ngô Miễn đã trở mặt rồi sao? Sao mới đó đã lại làm hòa rồi?" Dù người không có tên trong sát lệnh Nhưng nếu người dám ngăn cản Đừng trách ta không để tình cũ Mà xử lý luôn cả người đấy Quảng nghiêng người vẫn cứ là như thế Lại bị người ta lợi dụng Làm tay đấm rồi Quỷ bất quy cười khà khà tiếp tục nói Lúc còn ở Tông Môn Là Quảng Hiếu sai khiến người Giờ thì biến thành Quảng Nhân Người nhận được tin tức từ Quảng Nhân Mới giết tới thành Kim Lăng Được con nói là không phải nhá Lời này khiến cho sắc mặt quả nghĩa đỏ lên Hắn thèn quá hóa giận Nói với quy bất quy Làm thế nào ta biết được thông tin không liên quan gì Đến quy bất quy ngươi Cho người thời hạn một khắc Đỡ hết những người không liên quan ra ngoài Một khắc sau Phương si bọn ta sẽ tiến vào giết ngô miễn Thế thì ông giả ta Phải quay lại hỏi đám tôn vô bệnh Và bách cương xem bọn họ Có chịu hay không Không giấu gì ngươi Hôm qua cha ruột của văn quân tiểu thư đã tới đây Ông già ta lo hắn đi đường xảy ra bất chắc Để đã nhờ Bách Cương và Tôn Vô Bệnh Cài trang thành hộ vệ đi theo Hiện giờ bọn họ đang ở bên trong nói chuyện Người không để tình đồng môn ngày xưa Nhưng ông già ta thì không thể làm thế được Quả nghĩa Nếu như nhân lực của ngươi Chỉ có ngần này Thì ông già ta khuyên ngươi một câu Chờ Quảng Hiếu cũng đến góp mặt Rồi hãy ra tay Nghe thử ý kiến của hòa thượng kia xem thế nào Quả Nghĩa đã biết Triệu Nguyên Hảo dân theo hai hộ vệ Ở lại vương phủ Nhưng hắn lại không ghi tới đó Sẽ là Bách Cương và Tôn Vô Bệnh Giờ được ông già chỉ điểm như vậy Trong lòng cũng có chút Muốn xuôi theo lời quy bất quy Lâu này Triệu Nguyên Hảo Không thể một mình đến đây Bách Cương Tôn Vô Bệnh đi theo hắn là hợp lý Lục trước ở trong thành Biện Lương cho dù có sự giúp đỡ của Quảng Nhân và Quảng Hiếu Ba người hợp lực lại Cũng không thể làm gì được tôn vô bệnh Huân chi bây giờ Còn có quy bất quy Bách vô cầu và ngô miễn Phe mình thật sự là đến một phần thắng cũng không có Quảng Nghĩa càng nghĩ Càng cảm thấy không nắm chắc Lúc này Quy bất quy đã điền thấu tâm tư của hắn Ông già cười khà khà một tiếng Lại lần nữa nói Để ông giả ta nói thêm vài câu cho rõ Triệu Văn Quân chính là chuyển thế hồn phách của hậu duệ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hậu. Mấy ngày tới sẽ lâm bổ sinh đỏ. Làn trương trong hồn lễ ở Kinh Thành, còn bé bị các ngươi làm hại. Hồn phách đã bị tổn thương không thể vãn hồi. Quả hết kiếp này sẽ tan thành mây khói. Ngồi bên giờ đây chỉ muốn chờ con của mình bình an ra đời. Sau khi kết thúc chuyện này, y sẽ quay lại thỉnh tội trước giá đại phương sư từ phúc Lời của các ngươi Ta có thể tin được sao Quả Nghia cười khẩy một tiếng Rồi nói tiếp Quý bất quy, Từ ngày quen biết ngươi Ta đã biết trên đời này Ngươi không đáng tin nhất Chính là ngươi Ngô Miễn cũng không hơn ngươi làm mấy Vậy thì hết cách rồi Quý bất quy cười kha kha Sau đó gọi quản gia lại tiếp tục nói Ngươi mở cổng ra Những phương si ngoài kia Ai muốn vào thì cứ để cho vào Sau đó người tính theo số lượng phương sĩ Đi mua mấy trăm tấm chiếu về đây Nhà chúng ta tuy không thiếu tiền Đi bọn họ quá đông Không thể cấp quan tài cho mỗi người được Nhưng mà mỗi người một tấm chiếu thì vô tư Quý bất quy Người thật sự muốn trở thành kẻ thù Với phương sĩ trong thiên hạ sao Nghe được những lời ông già nói Quả nghĩa giận tím mặt Hắn dừng một lát rồi nói tiếp có phải người muốn ép Đại Phương Sư đích thân quay lại không? Nam nhân gia ngại ấy quay lại sẽ gây ra hậu quả thế nào? Người không thể không biết được đúng không? Quả nghĩa, ông già ta từ lâu đã không còn là phương sĩ gì nữa rồi. Quỷ bất quỷ vẫn cười khà khà tiếp tục nói. Đừng dùng môn quy của phương sĩ các ngươi áp đặt lên người ông già ta. Kể cả từ phúc có quay lại thì đã sao? Để lúc đó, ông già ta sẽ dùng vai vế bề trên bạn lão già ấy phải gọi một tiếng huynh trưởng. Khi đó lại thành chuyện của hai anh em bọn ta. Càng không đến lượt đám tiểu bối các cươi can thiệp vào. Có bản linh thì người vào đây ngay đi. Có ly lè gì thì nói với bách vô cầu và tôn vô bệnh ngay. Nói xong, ông già không để ý đến đám phương si bên ngoài nữa. Quay người đi vào trong nhà. Lâu này, cổng lớn vương phủ đang mở rộng. Quả nghĩa do dự hồi lâu và không dám đi vào Hắn gầm lên một tiếng giận dữ Rồi ra lệnh cho các phương sĩ dưới trướng chặn ở đây Đại quảng hiếu tới rồi bàn bạc bước tiếp theo Và đến cửa hậu trạch Quỷ bất quỳ gặp được nhóc nhầm tam Đã có chút khẩn trương Thằng nhóc nhìn về phía cổng một cái rồi hỏi Lã bất tử Người làm vậy không sợ bọn họ Thật sự xông vào trong này sao Một tên quảng nghĩa thì không có gì Nhờ những phương sĩ kia thì đúng là có chút phiền toái Quỷ bất quy cười khà khà một tiếng nói tiếp Có điều hắn không biết thật hư lời này Tin tức chúng ta ở đây Là do Quảng Nhân tiết lộ Vừa nhìn là biết Đang dở trò mượn đau giết người Quảng Nghĩa vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó Quảng Nhân và Quảng Nghĩa Đã mâu thuẫn hơn hai ngàn năm Ai biết được về đại phương sư tóc bạc kia Có đợi đến lúc Hai bên chúng ta lưỡng bài câu thương Rồi đột nhiên xuất hiện chọc cho một nhát hay không Dương nhậm tam gật đầu sau đó lại hỏi nếu quảng nhân và đồng thích trấn đánh vào thì sao người nói vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm phải không nhờ sầm người bị dọa sợ rồi hả sao mở miệng ra toàn hỏi mấy câu bách vô cầu muốn hỏi thế quy bất quy nhìn thằng nhóc cười một chút tiếp tục nói thế hai người bọn họ không sợ quảng nghĩa đâm sau lưng sao món hời lớn như vậy quảng nghĩa không chiếm thì lại phí quá có thể dùng danh nghĩa diệt trừ người có tên trong sát lệnh để trả mối tư thù suốt bao nhiêu năm bị quảng nhân đè đầu chỉ cần đợi quảng hiếu đến thì chúng ta quảng nhân và đồng thích trấn cùng với quảng hiếu và quảng nghĩa sẽ tạo thành Thế ba chân vạc đến lúc đó không ai trong chúng ta dám ra tay trước cầm cự cho đến khi nếu nhi sinh nở cũng không phải vấn đề gì may mắn thêm một chút thì khả năng vẫn sẽ rằng con như vậy cho đến khi em bé một tuổi cũng chưa biết chừng ngay. Trong khi nói, quỷ bất quỷ đã trở lại trung đường vừa rồi. Hơi dừng một chút, ông già cây khà khà đi sang triệu nguyên hạo nói. Ngoài cổng có mấy phương sĩ si tới hóa duyên. Trong số bọn họ, còn có người có chút giao tình với ông già ta. Không biết từ đâu nghe được là chúng ta đang ở đây, để mới đổ xô đến hóa duyên. Ông già ta Cũng không hơi đầu phí lời với bọn họ Mà kệ bọn họ muốn làm gì thì làm Chỉ là phải khiến điện hạ khó chịu rồi Lần này triệu nguyên hảo Tự mình rời khỏi kinh thành Không dám gây động tĩnh gì lớn Nghe vậy cũng chỉ đành khuyên quy bất quy mấy câu Đợi triệu văn quân sinh con xong Thì sẽ dùng danh thiếp của mình Thình cầu phủ doãn kim lăng Phai quân đi bắt những người này Dù đứng ở ngoài chặn kín cổng nhà người ta nhưng những phường suy này Vẫn dần có chừng mực Bọn họ không hề quấy dậy đám người hầu trong phủ Nhìn thấy có người hầu đi ra ngoài mua thức ăn Còn xúm lại giúp đỡ dỡ hàng Hành động khiến cho người hầu trong phủ Không thể hiểu nổi Rằng đám người này đến đây rốt cuộc Là muốn gây sự hay là làm việc tốt Đêm đêm Quảng Nghe rốt cuộc Cũng đã đợi được Quảng Hiếu đến Mặc dù trước đây Hai người bọn họ cũng không hợp nhau làm mấy Nhưng hiện tại Quảng Hiệu đã cải đạo sang Phật môn Không có xung đột lợi ích với Quảng Nghĩa Mối quan hệ giữa hai người ngược lại Dịu đi rất nhiều Giờ Quảng Nghĩa càng nhìn hòa thượng này Càng thấy thuận mắt Đồng điều dự đoán của Quy Bất Quy Quảng Hiệu đến Nhưng cũng không cùng Quảng Nghĩa tấn công vào trong Mặc dù hòa thượng không tin Bách Cường Và Tôn Vô Bệnh đang có mặt trong vương phủ Nhưng vẫn phải đề phòng Quảng Nhân Và Đồng Thích Trấn Không biết đang trốn ở đâu so với ngô miễn quảng hiếu càng lo lắng về hai người đó hơn thế là thế bà chân vạc như quý bất quy dự đoán đã hình thành hàng trăm phương sĩ si canh kín ngoài cổng nhưng lại không quấy nhiễu người ở bên trong chỉ bày trận pháp xung quanh vương phủ để đáp người ngô miễn quý bất quy không thể thi triển độn pháp rời đi còn quảng nhân và đồng thích trấn mà hai nhóm người ngô miễn quý bất quy và quảng nghĩa quý bất quy đều kiêng kỷ thì mai không thấy xuất hiện Càng như vậy Tất cả các phương sĩ trong ngoài vương phủ Càng trở nên thấp thỏm Không lấy gì làm chắc chắn Tình trạng so kẻ rằng co Kéo dài qua mấy ngày Mặt thấy chỉ còn ba ngày nữa Là tới ngày triệu văn quân sinh nở Đồng ngày lúc này Quảng nhân chưa từng lộ diện cuối cùng Cũng có tin tức Sáng hôm đó Cả phương sĩ vẫn chặn ở cổng như thường lệ Nhìn người ở bên trong vội vàng chuẩn bị bớt sáng cho đám người ngô miễn và triệu văn quân. Trở thấy có một nam nhân tóc đỏ từ xa đi tới. Người đến chính là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Điền thấy Hòa Sơn, tất cả các phương sĩ đều trở nên căng thẳng. Hiện giờ tên của Hòa Sơn vẫn chưa xuất hiện trong sát lệnh. Từ phúc dường như đã quên mất gã. Khi ra trừng phạt cho Quảng Nhân, ngay cả tên của vị đại phương sư tóc đỏ này Cô chưa từng nhắc đến Nghiêm khắc mà nói Hiện giờ Hòa Sơn mới là người lãnh đạo trên đất liền Của những phương sĩ này Trong thấy Hòa Sơn xuất hiện Quảng Nghĩa cao mày nói Người đến truyền lời thay cho tội nhân kia sao Trở về nói với ông ta Bây giờ đi nhận đòn chịu tội Với Đại Phương Sư Tử Phúc Vẫn còn kịp Có lẽ để tình thay cho một thời Đại Phương Sư sẽ chỉ để ông ta đi luân hồi Chứ không cho Quảng Nhân Tan thành mây khói Quảng nghĩa người dám nói chuyện với đại phương sư như vậy sao hòa sơn lạnh lùng liếc nhìn Quảng nghĩa rồi nói tiếp ta không biết tung tích của đại phương sư quảng nhân chỉ nghe nói cả người đều tụ tập ở đây nên mới tìm đến rõ ràng đã có tin tức của ngô miễn có tên trong sát lệnh tại sao không đánh vào trong lấy thủ cấp y về báo cáo với đại phương sư tử phúc cả người đang len lút thông đồng với ngô miễn sao nói bậy hòa sơn ngươi một vụ cáo hãm hại bọn ta đúng không Ngài thấy những lời Vì đại phương sư cuối cùng này nói Lông mày quả nghĩa lập tức dựng ngược lên Hắn cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp Phải phương sĩ bị hủy trong tay người Món nợ này còn chưa tính rõ đâu Người lại còn đến đây Cắn càn bọn ta nữa hả Phải phương sĩ trên đất liền Đã sụp đổ Cây danh đại phương sư của người Cũng là thứ vô dụng thôi Lông này bánh vô cầu vừa mới ăn sáng xong dạo bộ ra cổng thấy quả nghĩa và hòa sơn tranh luận hắn cười ha ha bà quản gia mang ghế ra ngồi bên trong cổng nói với hai phe phương sĩ bên ngoài các người để ông đây nói một câu nha đây vốn là việc nhà của các ngươi nếu ông đây thấy chuyện gì không vừa mắt thì phải nói ai nhỉ hòa sơn ngươi đừng khoe mẹ kê giá đại phương sư nữa quay về nói với sư tôn của ngươi Ông ta đã gây ra đại hỏa trời sập đến nơi rồi Đừng bờ có thể sống tạm bỡ qua ngày Cũng đừng đợi đám người quảng nghĩa Giết đến cửa nữa thì một con dao phai Dóc xương lóc thịt mình ra là xong Chết đã có gì ghê gớm đâu Ông ta đã từng bị tung xèo mình rồi Tự phục có giận đến mấy Cũng sẽ nguôi thôi Hỏa sơn à. Người có ý gì thế hả Ông đây góp ý cho ngươi, ngươi còn dám trừng mắt với ông đây hả còn bản thì sông nháo ra đây này Ông đây nói lý với người Nếu như bách vô cầu Chỉ mắng bản thân hỏa sơn Thì không sao nơi tên thổ lỗ lại mắng quảng nhân Nên nam nhân tóc đỏ không nhịn được nữa Gà trực tiếp lấy thành pháp khí Rực lửa của mình ra Lao lên định liều mạng với bách vô cầu Mà thầy hỏa sơn sắp sửa sông vào trong Lại bị hòa thượng quảng hiếu chặn lại Lúc này Quảng hiếu đã biến ra pháp khí trong tay hắn cầm một chiếc chày kim cang Bước ra chắn trước mặt Hòa Sơn Hắn mỉm cười nói Đại phương sư Hòa Sơn Hà cơ gì phải chấp nhận Với một con yêu quái Lần này Hòa Thượng và Quảng Nghĩa Chỉ muốn bắt ngô miễn đền tội Nên hành động thế nào Không liên quan gì đến ngươi Ngươi nên về đi Không liên quan gì đến ta Hòa Sơn cười khẩy một tiếng Rồi lại nói vậy ta sẽ nói chút chuyện có liên quan nhé quảng hiếu đại sư nếu ta nói ngô miễn ở bên trong đã đến kỳ suy yếu không thi triển được thuật pháp nữa việc này có thể xem là có liên quan không hơn nữa hiện giờ ngô miễn đã không thể sử dụng đan dịch để loại bỏ kỳ suy yếu y chỉ có thể gắng gượng chịu đựng thôi đừng nói là phương xích các ngươi cho dù chỉ có một tên to con tay cầm dao sắt cũng có thể dễ dàng kết liễu ngô miên đây Thời, Người ăn à nói linh tinh Nghe được lời Hòa Sơn nói Bạch vô cầu lập tức trận trường mắt Nói với Hòa Sơn Có bản lĩnh thì các ngươi nhào vô Xem ông trẻ có chém được các ngươi không Lời Hòa Sơn nói Mà các ngươi cũng tin được sao Các là đệ tử của ai chứ Nhìn bộ dạng tức giận của Bách Vô Cầu Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa đều hiểu những gì Hòa Sơn nói là sự thật. Hai người khen đưa mắt nhìn nhau. Rồi Hòa Thượng Quảng Hiếu mỉm cười nói với Hòa Sơn. Có lẽ lời ngươi nói là thật. Nhưng làm sao Hòa Thượng biết được trong khi bọn ta xông vào liều mạng, Quảng Nhân liệu có đâm sau lưng bọn ta hay không? Đến lúc đó, bọn ta kết liễu ngô miễn, ông ta cũng sẽ chấm dứt bọn ta. Một kế hoạch hoàn hảo. Hòa Sơn cởi lạnh một tiếng rồi nói với Quảng Hiếu. Thật, Mặc dù ta không biết tung tích của Đại Phương Sư Quảng Nhân Nhưng hôm nay là ngày gì Hai vị hẳn phải biết rõ hơn ta chứ nhỉ Bắt đầu từ hôm nay Cho đến 13 ngày sau Đại Phương Sư Quảng Nhân Không có khả năng sẽ xuất hiện Quảng Hiếu, Quảng Nghĩa cả người hẳn là hiểu rõ 13 ngày này Hôm nay cũng là ngày bắt đầu kỳ suy yếu 3 năm một lần của Quảng Nhân Chỉ có Quảng Hiếu biết được bí ẩn này còn Quảng Nghĩa và Quy Bất Quy thì lại không Vô gì Quảng Hiếu Muốn dùng điều này như một đòn sát thủ Để về sau đối phó với Quảng Nhân Không ngờ đệ tử của ông ta Lại thẳng thừng nói ra như thế Quảng Hiếu liếc nhìn Hòa Sơn Cô quái cười một tiếng rồi nói Hòa Sơn Như lời người vừa nói ra Sẽ mang đến cho sư tôn của ngươi Vô số phiền phức Có lẽ sau này Quảng Nhân sẽ chết vì lời này của ngươi đấy Hoa sơn hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói: Đó là chuyện sau này. Bây giờ các ngươi còn cớ gì để trì hoãn nữa không? Bên trong chỉ có Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, có thể xem là mối đe dọa. Quy Bất Quy đã từng là đồng môn với các ngươi, sẽ không mạnh tay với Phương Sĩ. Bách Vô Cầu mặc dù là yêu vương, nhưng các ngươi còn có trận pháp diệt yêu do Đại Phương Sư Từ Phúc truyền lại, dù điên thế nào. Thì phần thắng cũng nằm trong tay các ngươi Trừ phi Hai người các ngươi không muốn hoàn thành sát lệnh Của đại phương sư Tư Phúc Hòa Sơn cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng Quảng nghe trừng mắt nhìn ngã Rồi quay đầu Nói với các phương sĩ mà mình dẫn đến Các người tự lập đội dàn trận pháp Để đối phó với Bạch Lời còn chưa nói xong Hòa thượng ở bên cạnh đã giữ lấy Quảng Nghĩa Quảng Hiêu khép mỉm cười nói Trên đất liền đã không còn phái phương sĩ nữa Quảng nghiêng người vẫn định nghe theo mệnh lệnh Của vị đại phương sư này sao Ta vào người kết liễu ngô miễn lúc nào Còn cần Hòa Sơn tới giám sát ư ừ. Nói xong Hắn quay đầu bìm cười với Hòa Sơn Rồi nói tiếp Bọn bọn ta xông vào giết ngô miễn Trừ khi sư tôn quảng nhân của ngươi xuất hiện Chỉ cần ông ta nhận tội trước Bọn ta sẽ lập tức xông vào giết chết ngô miễn Nếu không thì Đừng mắc bọn ta sẽ làm quân cờ cho thầy trò các ngươi Lời này vừa dứt Quảng Nghĩa cũng hiểu ra hắn tiếp lời nói một câu Đúng vậy Nếu Quảng Nhân không xuất hiện Đừng mắc bọn ta sẽ xông vào giết chết ngô miễn Mặc dù cả hai đứng ngang hàng trong sát lệnh Được tên của sư tôn ngươi Được viết trước ngô miễn đây thân mình đã sắp thuyết phục được Quảng Nghĩa Mà lại bị hai ba câu của Quảng Hiếu Khiến cho thế trận đào chiều Hòa Sơn liền nổi giận Nói với các phương sĩ đứng đằng sau Hai người lớp chữ quảng Các người biết ta là ai Bây giờ ta lấy tư cách là đại phương sư Ra lệnh cho các người vào trong bắt ngô miễn Đợi ý tới nhận tội trước mặt đại phương sư tư phúc Mặc dù Hòa Sơn cũng là đại phương sư Nhưng những phương sĩ đến cùng quảng nghĩa Chỉ công nhận tử phúc Chỉ có ông ta mới xứng với ba chữ đại phương sư Thế là đám phương sĩ Vẫn cứ đứng đó lạnh lùng nhìn Hòa Sơn Không ai nghe theo mệnh lệnh của gã Người vẫn chưa chịu từ bỏ sao Quảng Hiếu mỉm cười với Hòa Sơn Rồi nói tiếp Tranh thủ ngô miễn còn ở bên trong Người quay về đưa Quảng Nhân tới đây Niệm tình xưa nghĩa cũ Bọn ta sẽ không làm khó ông ta Cùng lắm cũng chỉ Phong ấn thuật pháp của Quảng Nhân Đợi đến trước giá đại phương sư tử phúc Cho làm nhân ra ngài ấy định đoạt hỏa sơn à Quảng nhân không xuất hiện Người con nói gì cũng vô ích Hỏa sơn hung tận Trừng mắt liếc nhìn Quảng Hiếu Sau đó thì triển đồn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt mọi người Lúc đại quý bất quý cũng bị kinh động Chạy ra xem Trong thấy hỏa sơn đã rời đi Ông ra cười khà khà nói với Quảng Hiếu <laughs> Nghe nói hỏa sơn Lại muốn dùng các ngươi Làm quân tốt Hả đây là tật cu của, của hai thầy trò bọn họ Giờ đã bị liệt vào sát lệnh rồi Mà cái tật này vẫn không bỏ được Hòa thượng à Chúc mừng ngươi lần này Một mũi tên chung hai con chim Một lần hạ được hai cái tên đứng đầu trong sát lệnh Nó không chừng đại phương sư tử phúc nhà các ngươi vui quá Lại thu nhận ngươi vào môn phái Cho làm đệ tử của quả nghĩa cũng nên đấy Hòa thượng vừa giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian cho ngô phu nhân sinh con Quy bất quy người Lại lấy người xuất ra Ra nói giỡn hả Quảng Hiếu không hề tức giận Chỉ mỉm cười với quy bất quy Sau đó nghiêm túc nói Người đi nói với ngô miễn là Đại phương sư đã hạ pháp chỉ Nói rõ phải bảo vệ phu nhân của y Chuyện lần trước là ngoài y muốn Bọn ta đều phải nhận tội trước giá đại phương sư Lần này sau khi con của y ra đời Nhờ các người thu xếp ổn thỏa cho ngô phu nhân nếu không buộc khi xảy ra hỗn loạn Không ai có thể bảo toàn được Quen biết người lâu như vậy Chỉ có hôm nay Là ông giặt ta cảm thấy người vừa mắt nhất đây Quy bất quy mỉm cười gật đầu Sau đó dần theo bách vô cầu Đi về phía hậu trạch đi theo bóng lưng Của một người một yêu Quảng Hiếu do dự một lát Rồi bắt đầu nói Quy sư huynh Lần này người và ta sợ là phải gặp nhau trong cảnh sống chết rồi. Nhờ người chuyển lời tên ngô miễn tiên sinh. Nếu theo bọn ta trở lại trước giá đại phương sư, thì y vẫn còn có cơ hội sống sót. Suy cho cùng, lần trước là do Quảng Nhân giả truyền pháp chỉ của đại phương sư trước. Y lơ tay giết chết mấy phương sĩ, cũng là có nguyên do. Ta tình nguyện bảo vệ y trước đại phương sư. Đột Điền nghe thấy Quảng Hiếu nói mấy lời này, Quảng Nghĩa lập tức ngắt lời hòa thượng Hắn nổi giận đùng đùng Nói với Quảng Hiếu Người bảo vệ y Vậy thì cánh tay của ta coi như bị mất một cách vô ích sao Quảng Hiếu à Rốt cuộc người ở bên nào thế hả Người thân thiết với bọn họ như vậy từ khi nào Chỉ mất một cánh tay thôi Dù sao cũng vẫn hơn là mất mạng Quảng Hiếu vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn Quảng Nghĩa Hòa thượng nói tiếp Đôi mặt với quý bất quý trong cảnh sinh tử Người thật sự chắc chắn Có thể rút lui an toàn sao Người và quy sư huynh Đã giao thủ nhiều lần Đã có lần nào người chiếm ưu thế chưa Đại phương sư đã hạ sát lệnh Không phải bảo người ta Đưa người trong danh sách về Bây giờ Quảng Nghĩa Nghĩ đến canh tay cột của mình Trong lòng một mực nảy sinh ác ý Hơi dừng một chút Hắn cười gần nói <cười> Ta là đệ tử của Đại Phương Sư Nhất định phải tuyệt đối tuân theo pháp trì Của lão nhân gia ngài ấy Cho dù có chết Ta cũng phải lấy đầu của Ngô Miễn Mang về cho Đại Phương Sư Quả nghĩa Vốn chỉ là có chút lỗ mãng Chứ không phải kẻ ngốc Chỉ là từ sau khi bị Ngô Miễn chém đứt một cánh tay Trong lòng hắn Vẫn luôn oán hận nam nhân tóc bạc Lúc này thầy Ngô Miễn đã ở ngay trước mắt Không đích thân kết liễu y Thì thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này và nghe nói ngô miễn đã đến kỳ suy yếu Cơ hội tốt như vậy Mà không nắm bắt Sợ là sẽ không bao giờ gặp được vận may như vậy nữa Nhìn thấy hai người lớp trước quảng Sắp sửa lục đục nội bộ Quy bất quy cười khà khà Đang định nói gì đó Đổ thêm dầu vào lửa Thì trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm Sau đó Một con rồng màu đồng cổ Từ trên trời bay xuống Bay lượn trên đầu ông già một lúc Rồi coi ông già này Nhờ cái cột đá mà quấn quít lên người lúc này quảng hiếu và quảng nghĩa đều đại kinh thất sắc hai người nhìn con rồng đồng quân quanh người quy bất quy đồng thanh nói ra hai chữ khô sát quy bất quy không phải người đã chôn nó rồi sao lúc trước bao nhiêu người khuyên ngươi người đã nói thế nào quảng nghe nhìn thấy pháp khí này thì bất giác lùi lại mấy bước sau đó nói tiếp người nói nó đã chết thay ngươi Bây giờ đào nó ra Có khác gì quật mộ ngươi lên Sao vậy Người đây là tự trộm mộ của mình hả Ông già ta Sống lại rồi bất Quỷ bất quỳ cũng có chút bất ngờ Nên con rồng đồng quấn quanh người mình Không hề nhúc nhích Trái tim lúc này mới có thể hạ lại xuống bụng Dừng một chút Ông già nói tiếp Quảng hiếu Ông già ta sẽ chuyển lời giúp ngươi Nhưng người cũng biết tính tình ngô miễn đấy Đứng giữa sự sống và cái chết Ông già ta chỉ có thể đứng về phía y Nếu như lúc đánh nhau Khô sát có làm tổn thương sinh mệnh của các ngươi Ông già ta xin tạ tội với các ngươi tại đây Nói dứt lời Quy bất quỳ trên mình quấn con dòng đồng Xoay người dân theo bách vô cầu Đi về phía hậu trạch Nhìn bóng dáng ông già bỏ đi Quả nghe hít một hơi thật sâu nên Quảng Hiếu nói Nếu ngô biết bằng lòng ra mặt theo chúng ta đến nhận tội trước giá đại phương sư Ta sẽ không tính toán với ý Về cánh tay này Quả hiếu cười khổ một tiếng nói Thì, ra người cũng có lúc Thấu tình đạt lý Điều với tinh tình của ngô miễn Chúng ta vẫn nên chuẩn bị Cho cuộc chiến sinh tử đi Nói xong Hòa thượng thở dài đầy bất đắc dĩ Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chảy kim cang trong tay Tiếp tục lầm bẩm Lần này Không biết sẽ có kết cục thế nào Phật tổ phù hộ Trong khi hai người lớp trước quảng nói chuyện với nhau Tại một căn vật thất ở thành Kim Lăng Hòa Sơn đang kể cho quảng nhân nghe chuyện vừa xảy ra Vị đại phương sư Với mái tóc đã biến thành màu đen Cười nhạt một tiếng Nói với đệ tử của mình Xem ra ta không lộ diện Thì không được rồi Đồng thích chấn Người còn chờ gì nữa Cùng lúc đó Trên một ngọn núi cao bên ngoài thành Kim Lăng Mấy chục bóng người đang tập trung ở nơi này Một bóng người dẫn đầu Đi chăm chăm về hướng thành kim lăng phía dưới núi Nói với người bên cạnh Đồng thế chấn thật sự Muốn làm như vậy sao Làm vậy thì hắn được lợi gì Ngài nên hỏi Việc này có lợi gì với ngài Người bên cạnh trả lời một câu Dừng lại một lát rồi nói tiếp Chỉ cần hoàn thành chuyện lần này Hắn sẽ giúp ngài Hoàn thành việc trước đây chưa làm xong lần này sẽ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Bao người nhìn người trước mặt lạnh lùng nói ta tin hắn một lần cuối cùng sau khi trở lại hậu trạch quy bất quy vẫn một bộ dạng tùm tìm tươi cười trường nguyên hảo và hai tu sĩ si đi theo hắn đến đây đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con rồng đồng quân quanh người ông già con rồng đồng này thi thoảng lại uốn lượn một vòng cơ thể quy bất quy điền cơn dư đang ở trong mơ vậy Rốt cuộc đó Công hết giận rồi hả Ngồi bên điện thấy con rồng Quấn trên người quy bất quy Tiếp tục nói Ta còn tưởng đó Phải dỗi mất 1 hai năm Mới có thể quay trở lại Không ngờ pháp khí này của ông Thế mà lại không thù dai Đó là do bị chôn vùi Dưới lòng đất quá lâu Muốn quân quyết với ông giả tam một chút Quy bất quy cười kha kha Lôi kéo ngô miễn tiếp tục nói Hai ngày này Văn quân sẽ sinh Người đi với ông già ta Xoát lại những thứ đã chuẩn bị Xem còn thiếu cái gì ông già ta Lại đi chuẩn bị Vừa nói chuyện Quỷ bất quy vừa kéo ngô miễn Vào một căn phòng trống ở hậu trạch Sau khi xác nhận không có ai bên cạnh nghe lén Ông già mới mở miệng nói Nghe lời ông già ta Người không thể ở lại đây nữa Người nhất định phải rời đi Quy Bất Quy kể lại chuyện vừa xảy ra cho Ngô Miễn nghe Cuối cùng ông giả nói Không phải ông già ta Sợ mấy người lớp chữ Quảng Đồng Thích Trấn và Quảng Nhân đến giờ Vẫn chưa lộ diện Hòa sơ nói Quảng Nhân Cũng đã đến kỳ suy yếu Nếu không ai nhìn thấy tóc của hắn biến thành màu đen Thì chưa chắc chắn đã là thật Cho dù đến thời kỳ suy yếu Cũng chỉ cần một lọ đan dịch Là có thể xoay chuyển Quảng Nhân thì thôi không nói người khét ông già ta đau đầu là đồng thích trấn hiện tại quân bài tẩy của chúng ta và phương sĩ đều đã lộ diện nhưng hẳn là hắn vẫn còn của áp đáy hòm chưa lấy ra nếu như hắn nhận lúc chúng ta và phương sĩ đấu nhau đến sức cùng lực kiệt mà bất ngờ tung chiêu thì hai bên chúng ta đều không thể chống đỡ được có lẽ người chiến thắng lớn nhất lần này chính là đồng thích trấn cho đến tận khi quy bất quy nói xong Ngô miễn Vẫn không có bất kỳ phản ứng gì Ông già có chút khổ não liếc nhìn y rồi lại nói Người ở đây Văn quân mới gặp nguy hiểm Nếu người trốn đi Ông già ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo đảm Nhờ đây sẽ bảo vệ Nếu như thuận lợi sinh hạ Ngô Mai Nhi Nếu như đồng thích Trấn Dùng hai mẹ con nàng để uy hiếp thì sao Ngồi bên rốt cuộc cung lên tiếng Hơi dừng một chút Y tiếp tục Nói với vẻ mặt không cảm xúc Phương Sĩ không dám làm tổn thương Văn Quân Nhưng đồng thích chấn thì sao Đây là cơ hội tốt nhất của hắn Bằng bất cứ giá nào Hàn câu sẽ nắm chặt Ông và ta đều biết Văn Quân Không thể chịu kinh hãi nữa Nói đến đây Nam nhân tóc bạc trầm ngâm dây lát Lại nói tiếp Nếu ta không còn nữa Ông già Ngô Mai Nhi đang phải làm phiền ông Hễ giờ ông đối xử với Văn Quân như thế nào Thì hãy đối xử với con bé như thế Có lẽ con bé vừa ra đời Đã không có cha Ông phải đối xử thật tốt với con bé Ngô miễn khẽ cười với Quý Bất Quy Tiếp tục nói Bỏ lát ta xe ra ngoài Nói rõ với Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa Chỉ cần cho ta ở lại đây chứng kiến Đứa trẻ chào đời bình an Ta sẽ cùng bọn họ đi gặp tử phúc để lúc đó ta sẽ khiến bọn họ xung đột với Quảng Nhân và Đồng Thích Trấn Ông nhân cơ hội này Đưa Văn Quân và Mai Nhi rời đi Ông nói với Văn Quân là ta đi giải thích với Từ Phúc Về chuyện xảy ra trong ngày đại hôn Mất 3-4 tháng mới có thể quay về 3-4 tháng sau Ông tiếp tục tìm cách giải thích với nàng ấy Ông già Chuyện này ông luôn có cách mà Ông già ta bận rộn hồi lâu Chính là vì không muốn nhìn thấy tình huống này Quỷ bất quỷ hít một hơi thật sâu Tiếp tục nói với Ngô Miễn Thế này đi Chúng ta đều lui một bước Ông già ta sẽ đi châm ngòi đám phương sĩ và đồng tích chấn Sau khi đưa bé ra đời Để bọn họ đánh nhau trước Người nhận lúc hỗn loạn Chạy ra ngoài trốn đi như vậy được rồi chứ Chỉ cần chịu đựng được qua kỳ suy yếu Người quay lại cộng thêm ông già ta và bách vô cầu sẽ không có ai dám chọc vào chúng ta không cần người phải tự tìm cái chết được chưa ông già trong lòng ông biết rõ điều ông nghĩ đến là đồng thích trấn cũng nghĩ đến được hắn nhất định đã có chuẩn bị ngồi bến cười nhạt một tiếng nhìn vâng chán đã nổi cân xanh của quy bất quy lúc này y hiếm thấy mềm lòng tiếp tục nói thôi vậy lần này nghe theo ông sau khi ngô mai nhi ra đời Ông đi khiêu khích ly rắn Ta sẽ nhân cơ hội trốn thoát Cùng mấy người đổi ý nhanh Nếu không vừa rồi ông giả ta Đã cho người một bạt tay rồi Quyên bất quy lúc này Mới thở ra một hơi nhẹ nhõm Ông giả nở nụ cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp Mặc kệ đồng thích chấn Muốn giờ trò gì Bình tới, tương đỡ Lời còn chưa dứt Đồn điền nghe thấy bách vô cầu Ở bên ngoài hô lớn Ông trẻ Ông già Hai người chết đi đâu rồi Mau ra đây Ngô mà nhỉ, đòi ra ngoài rồi Ai kia Người mau đi gọi bà đỡ vào đây Tiếp theo phải làm thế nào Đun nước Đun nước làm gì Chỗ này đang sinh con Nghe thấy bạch vô cầu luống cuống tay chân Rồi hết cả lên Ngồi bên vào quy bất quy Vội vàng chạy ra khỏi phòng Lâu này sang mặt triệu văn quân đã trắng bệnh Vừa không ngừng thở dốc vẫn nhăn nhó mặt mũi vì đau đớn Chiều Nguyên Hảo ở bên cạnh Đưa con gái mình Lông túng lầm bầm ừ, Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Vẫn còn hai ngày nữa Sao lại sinh ngay lúc này Quỷ bất quy vội vàng chạy đến chỗ Triệu Văn Quân Đưa tay bắt mạch cho nàng Sau khi xem mạch Lông mày càng nhíu chặt hơn Ông già nhìn ngô miễn nói Động thai rồi Đưa bà đỡ đến đây Lông này Nhâm nhậm tam nóng lòng Đã độn thổ đi tìm bà đỡ chui ra khỏi mặt đất Nó kinh hại nói với quy bất quy Lão bất tử Tất cả bà đỡ trong nhà mời đến Đều đã chết rồi Thi thể còn chưa lạnh Họ vừa bị giết Còn mấy bà vũ nữa Cũng chết cả rồi Lúc này Triệu văn quân đau quá kêu ẩm lên Ngồi mới đi tới Bên thi tử của mình lên Một cước đã tung cửa phòng ngủ Đặt triệu văn quân đã đa đau đến mức đổ mồ hôi lạnh lên trên giường Nam nhân tóc bạc hét lên với đám người bên ngoài Đồ nước Chuẩn bị vải bông sạch và kéo quy bất quy Nhờ cả vào ông Đừng để ai đến quấy giày ta Cùng lúc ngô miễn hét lên Các phương si vốn đang chặn ở cổng Đồ niên tràn vào như thủy chiều Hai người dẫn đầu Vẫn là Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu Bên cạnh hai người bọn họ Là đại phương sư Quảng Nhân Với mái tóc đã biến thành màu đen Ngô miễn Bây giờ người ra nhận tội Vẫn còn kịp đấy Quảng Hiếu vẫn không muốn trở mặt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Để lúc này, Hàn Vân giả sức khuyên đủ nam nhân tóc bạc lần cuối. Chỉ cần ngươi ra đây, Quảng Hiếu sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Mời cả người ca ngươi ra ngoài hết đi. Để đa phương si đa sông vào, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu lập tức lao về phía bọn họ. Khổ sát trên người ông già chuyển động nhanh chóng. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rộng ngâm. Quy Bất Quy nhìn chăm chăm vào Quảng Nhân. Đã bị Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa không chế nói Triệu Văn Quân Chuyển thế hậu Duệ của Đại Phương Sư Đầu tiên Yên Ai hầu Đang ở bên trong sinh nở Ngồi bên đang đỡ đẻ cho con bé Đó là người được Đại Phương Sư Từ phúc bảo vệ Không phải các ngươi không biết đây chưa Ngô miễn đỡ đẻ cho nàng Ba người lớp trước Quảng nghe thế Lập tức cau mày Quảng nhân mở miệng nói Văn quân tiểu thư còn hai ngày nữa mới sinh Vậy này do chính người bắt mạch quy sư huynh, ta nói không sai chứ Có người vừa giờ cho Quỳ bất quỳ tái mét mặt Nhìn quảng nhân Lông này, trên mặt ông già Đã không còn thấy vẻ tươi cười nữa Nhìn một lượt ba người lớp chữ quảng Ông già đột nhiên quay đầu Nhìn chạy tử phúc và tiểu ưng chân Đã che chắn trước người triệu nguyên hạo Quỳ bất quỳ đưa mắt Nhìn đi nhìn lại hai người bọn họ mấy lần Cuối cùng dừng lại trên người tiểu ưng chân nói ông già ta còn nói tại sao đồng thích chấn không hề xuất hiện. Hoa ra người đã đến từ lâu rồi. Kho cho người cải trang giống như vậy. Bởi còn mấy ngày mà đã hồi phục được nhiều thuật pháp như vậy. Ông già ta không trách người trốn ở đây. Đừng người dám giờ trò khiến văn quân sinh non. Thì đừng trách ông già ta không tha cho người. Hết trường 350. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay.